Ủy ban luật gia quốc tế ICJ vừa gửi thư ngỏ tới Bộ Tư pháp và Công an Việt Nam lên án việc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ủy ban này nói rằng luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền, nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ, còn được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. ICJ cho rằng ông Mạnh đang bị bức hại thông qua việc điều tra hình sự phi pháp nhằm cản trở công việc của ông với tư cách là một luật sư và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ theo luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc về vai trò của luật sư. Luật sư Mạnh bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An triệu tập và thẩm vấn hôm 2 tháng 3 vừa qua theo tổ chức ICJ có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Cơ quan này cho biết cuộc thẩm vấn được thực hiện theo một yêu cầu từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an, với nhiều khả năng ông Mạnh bị khởi tố theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, do đã đăng tải hình ảnh, phát biểu và bài viết qua video đăng trên mạng xã hội. Từ Florida, Mỹ, bà Tania Nguyễn Đỗ, người đại diện của tổ chức Thiền Am bên bờ vũ trụ ở hải ngoại, nói rằng luật sư Mạnh, một trong những người đại diện cho Thiền Am, đã làm theo lương tâm nghề nghiệp để bảo vệ và đại diện cho thân chủ. Còn cái vấn đề mà thân nhân nghĩ là tại vì làm như vậy bị dính vô vấn đề 331 thì thân nhân nghĩ nó không đúng, là không có được công lý với ông luật sư Đặng Đình Mạnh này. Là tại vì người ta chỉ bảo vệ và người ta nói về sự thật. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, khen ngợi hành động của ICJ. Trong một đăng tải trên Twitter hôm 15 tháng 3, ông Robertson gọi đó là sự can thiệp tuyệt vời của ICJ trong trường hợp của luật sư Mạnh.